Xin chào các bạn, Merry Christmas. Hơi sớm đấy chị. Thôi sớm còn hơn là trễ. Mà em có biết tin giật gân gì không? Tin gì chị? Các bạn có biết rằng là chỉ hơn 10 ngày nữa là chúng ta sẽ bước qua một năm mới gọi là năm 2022 không? Wow, năm nay như một giấc mơ luôn mọi người. Một giấc mơ quá nhanh. Sẽ nhát. Sẽ ok đấy. Nhưng mà may mà cái nhép này nói chung là nhép, nhưng mà chị mình vẫn còn test được rất nhiều sản phẩm để review cho mọi người. Ví dụ như clip trước nước thần nước dưỡng thì có 25 sản phẩm khác nhau, thì clip này cũng có được 15 sản phẩm, cho nên không trượt phép nào đâu. Tổng cộng gia tài của chúng ta có đến 40 loại để lựa chọn. Liệu là nên lựa chọn loại nào để phù hợp túi tiền mà thực sự là hiệu quả thì các bạn phải nhớ xem đến cuối video clip này nhé. Và nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Happy Skin, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào. Đồng thời tham gia vào group tập làm vlogger, blogger MC. Dạo này trong group có khá nhiều cái giveaway và nhiều hoạt động thú vị đó. Trước khi bắt đầu review thì chị em chúng mình muốn khẳng định với các bạn là những người mà theo trường phái dưỡng da hybrid theo kiểu của Emmy và Mai ơi, tức là vẫn mix giữa hardcore theo kiểu châu Âu đúng không? Rare này, trend này, rồi những sản phẩm hoạt chất mà nồng độ cao. Bên cạnh đó thì vẫn tập trung cấp ẩm với những sản phẩm mà dưỡng dạng nước như thế này. Bởi vì là với làn da thiếu ẩm như kiểu của Emmy hoặc là thậm chí là da khô như Mai Anh thì không thể không dưỡng ẩm được. Mà khi mà da khô thì có rất nhiều vấn đề luôn, mà không chỉ là sản phẩm không được thẩm thấu tốt vào da mà da mình trông nó cứ bị thiếu ẩm và thiếu xịn xịn và dễ bị kích ứng nữa. Đó là lý do tại sao mà trong cả một năm vừa rồi ấy, chị em chúng mình thử rất nhiều các sản phẩm nước thần này, toner cấp ẩm này, rồi pre-serum này, rồi dạng pre-essence này. Và ngày hôm nay thì sẽ review chi tiết từng sản phẩm cho mọi người. Và bây giờ sau hôm nay sẽ được chia thành hai nhóm. Đầu tiên là những sản phẩm trên 1 triệu và những sản phẩm dưới 1 triệu cho mọi người có thể cân nhắc dựa theo budget của mình nha. Nhưng mà nói trước ấy, là sẽ rất khập khiễng nếu so sánh một sản phẩm gần 2 triệu với một sản phẩm 500-600 nghìn. Vì... Nói chung là nó quá chênh lệch ấy. Thì trong từng sản phẩm đó chị em chúng mình sẽ nói rõ công dụng cũng như là cảm nhận ở tầm giá đó. Và cho điểm cũng không chỉ dựa trên hiệu quả mà còn cân nhắc đến yếu tố là giá thành nữa. Sản phẩm đầu tiên mà em sẽ review thuộc nhóm là high end, đó chính là một sản phẩm của The History of Who với một cái tên rất là dài, đó là First Care Moisture Anti-Aging Essence. Rồi mình phân tích cái tên này một chút xíu đi. Phiên bản mà Emmy đang có ở trong tay đấy là phiên bản giới hạn. Còn bình thường thì nó là đây, cái phiên bản này đây, mọi người sẽ nhìn thấy ta-da. Đấy, màu vàng rất là hoàng gia của The History of Who. Thì tên này chứng tỏ Emmy là gì? First Care Essence, tức là First Serum hoặc là Pre-Essence. Đó, Emmy không phải là serum đâu mọi người, nhưng Emmy cũng không phải là dạng nước dưỡng quá lỏng, cũng không phải là nước thần, nó dạng là first serum. Hơi sệt nhẹ một chút xíu. Công dụng chính được hãng highlight là anti-aging, nhưng mà không phải là anti-aging theo kiểu là làm đầy nếp nhăn theo dạng như là xóa nếp nhăn như là những cái brand của châu Âu, mà sẽ là theo hướng là khiến cho da của chúng ta là tăng sinh khí, trông có tăng độ đàn hồi, hồng nhuận hơn, và cũng thêm một vài những tác dụng nữa bao gồm chuyện là moisture, tức là cấp ẩm, và sẽ giúp giảm nhiệt rồi giảm kích ứng, giảm ửng đỏ trên da của chúng ta. Thì đấy là những gì mà được hãng cam kết trong một cái chai này đây. Thì nếu mà xét về thành phần trước, tự chung ấy là đồ của Hàn Quốc, đặc biệt là đồ của History of Who, mọi người đừng nhìn cái bảng thành phần, nó dài lắm, nó như một cái sớ ấy. Thế là thành phần chỉ mang tính chất tham khảo thôi, mình soi cũng được đi, nhưng mà mỗi thành phần nó sẽ chút một, tổng hợp lại thì nó lại trở thành một cái công thức mà nó rất là ok, độc quyền và khá là mạnh mẽ. Thì theo như là trong này nó là công thức bí truyền của Hàng Công, nó sẽ có một số những cái thành phẩm mà mang tính chất đông y, ví dụ như là đông trùng hạ thảo này, rồi bên cạnh đó là một số các bài thuốc như là cấm thần đơn, quỳnh ngọc đơn và thanh tâm đơn. Wow, nói chung là đây là ba cái bài thuốc rất là độc quyền và bí truyền của hoàng cung, các hoàng hậu hay sử dụng để mà dưỡng da dưỡng nhan. Rồi bên cạnh đấy thì thực ra nếu mà mọi người soi vào cái bảng thành phần sẽ thấy là còn có rất nhiều những thành phẩm mang tính chất là tây y nữa, ví dụ như là rất nhiều các loại peptide nhớ, rồi có cả arbutin, rồi niacinamide, bla bla. Nhưng mà thành phần chính mà được nổi bật, được highlight nổi bật nhất thì vẫn chính là những cái thành phần đông y. Đấy là một cái nét đặc trưng của The History of Home. Rồi em ấy sử dụng bạn này cũng không phải là hàng ngày, nhưng mà em ấy rất thích sử dụng bạn này khi mà kết hợp với cả treatment nặng độ. Bởi vì là thành phần chính lúc nãy mọi người có nghe nói rồi đúng không? Nó sẽ giúp là giảm ửng đỏ ở trên da. Và em ấy thấy là bạn này làm được điều đó rất tốt. Rất tốt. Bạn này có thể mọi người sẽ so sánh với cả First Care của Sun Hwa Su đúng không? Vì nó cùng tên là First Care mà. Thì em ấy đánh giá bạn này nếu mà về tác dụng ở trên da ấy, thì rõ rệt hơn.
Nếu first care của Xuân Hoa Su làm được tốt chuyện là mở cửa làn da để da sẵn sàng tăng thấm cho những bước tiếp theo, thì cái công dụng của bạn này không chỉ dừng lại ở đấy. Cái tác dụng mà để làm dịu da cực kỳ rõ rệt và cấp ẩm cũng tốt nữa. Nên là những ngày mà dùng đồ hardcore hoặc là những cái ngày mà còn lại thì hoàn toàn là có thể kết hợp bạn này. Da sẽ cảm thấy là cân bằng hơn rất là nhiều. Ngoài ra khi mà chúng ta lạm dụng đồ hardcore đôi khi chúng ta sẽ thấy là da bị sạm xuống, kiểu nó dễ bị tăng nhiệt cảm, nhưng mà nó bị xỉn nhìn trong nó cứ bị xỉn xỉn ấy, nó bị mất cái lớp gọi là màng bảo vệ, cái lớp lipid ở bên ngoài của da ấy. Thì bạn này giúp là bổ sung lại, nên là cảm thấy là rất phù hợp nếu ai thích dưỡng da hybrid. Rồi, không có gì để chê trách ở bạn này cả, chỉ có một cái điểm lưu ý thôi là mọi người nhìn này, bao bì thì quá đẹp rồi nhá, không nói làm gì nữa, review hơi lộn xộn, nhưng mà nói chung là bạn này rất là ok đấy. Mọi người nhìn kết cấu, kết cấu của em này nó hơi sệt một chút xíu nha, nó cái hạn hạn cho mấy chị không biết nữa, chỉ biết là nó rất là hoàng cung nhưng mà rất là fresh, không có chịu nào. Mùi thơm nhưng mà thơm kiểu dễ chịu ấy, đúng không? Mấy cái hạt hạt đấy sau khi mà mọi người thoa ra là nó biến mất hết, nó nay mà nó thấm hết vào trong và mình. Em có thấy là lúc mà mới đổ ra thì trông nó có vẻ sệt sệt đúng không, nhưng mà khi mà thoa trên da một cái là thấy nó như nước chứ nó không phải là dạng giống như là tốt với không có bị dính trên da của mình. Nhưng mà sau khi dùng một lúc ấy, thì nó vẫn ẩm ẩm ở trên da, chứ nó không phải là hoàn toàn là biến mất như là dạng nước. Nhưng mà sau cái này với first care thì em thấy cái này có ẩm tốt hơn. First care là chính xác là nó biến mất hoàn toàn. Nhưng mà nó đắt hơn first care một chút xíu. Tự chung lại, đối với là em đi, sản phẩm này làm rất tốt những việc giống như là tên gọi của bạn ý. Nhưng tất nhiên là nếu mà ai mà muốn tập trung vào chuyện là chống lão hóa nhiều hơn thì chắc là phải ưu tiên biết chắc. Còn nếu mà ai chỉ muốn làm một cái sản phẩm mà làm được những cái công tác hỗ trợ cho chuyện là chống lão hóa và thêm chuyện là hồng nhuận làn da rồi tăng sinh khí cho da rồi giúp cho da hồng hào hơn ấy, thì nên lựa chọn bạn này vì rẻ hơn nhá, rồi cũng giữ tốt nhá. Nói chung là da ai mà còn trẻ trẻ thì mọi người có thể cân nhắc em này và lỏng hơn, chính xác, mỏng hơn, và những da bạn mà da dầu á thì rất là ok. Chính xác, chính xác. Nên chỉ lưu ý một điều thôi, đã dùng cái này rồi ấy, mà da trẻ thì mình skip cái bit chắc, nếu mà mình dùng bit chắc ấy thì mình skip cái này, mình qua những cái dạng mà nước dưỡng mỏng thật là mỏng thì sẽ phù hợp với da của người Việt Nam hơn. Ta-da, sở thứ hai là một em trùm cuối về giá của ngày hôm nay. Bạn này thì 150ml là gần 3 triệu của mọi người. Nhưng mà chị em mình có thích không thì để từ từ phân tích thành phần trước. Về thành phần của bạn này thì bạn này được thiết kế là một cái dạng gọi là double action, tức là sẽ vừa có khả năng thanh tẩy làn da, bởi vì trong đây có glycolic acid nè, salicylic acid nè, rồi có một chút ascorbin glucoside là một lớp vitamin C, rồi có retinyl palmitate là một cái tiền este, một cái dạng este của retinoid. Rồi cái loại lớp thứ hai là sẽ có những cái loại dầu thực vật để dưỡng da, cho nên sẽ vừa giúp thanh tẩy da vừa giúp cấp ẩm. Nói chung là về cái lý thuyết thì nó rất là perfect. Nói chung là nó cũng khá giống cái dual toner triple effect mà Happy Skin đã từng đề cập trong những video clip trước. Nhưng mà thật sự thì Mai Anh cảm thấy sản phẩm này khi mà dùng trên da thì nó sẽ có một cái hiệu quả nó vừa phải. Tức là mọi người mới dùng lên thì có acid cho nên sẽ hơi chăm chích nhẹ một chút. Cấp ẩm cũng tốt vì có dầu mà, nhưng mà sẽ hơi nhờ một xíu nếu mà da bạn là da hỗn hợp cho tới da dầu. Hiệu quả làm sáng da, căng mọng da thì cũng được, vừa phải thôi. Nhưng thật lòng mà nói thì với cái mức giá hơi cao như thế này thì Mai Anh sẽ lựa chọn phương pháp dual toner, tức là sẽ chia thành hai sản phẩm, một em là acid toner với một em là nước thần cấp ẩm, thì đôi khi sẽ mang lại được cái hiệu quả mà giống như là mình mong đợi hơn, mà hợp lý về mặt giá cả hơn, đúng không? Đúng rồi. Cho nên thật ra thì sản phẩm này cũng không hẳn là không tốt, nhưng mà nếu bạn là một người thích dưỡng da theo phong cách gọi là tối giản, tối giản, da không có quá nhiều vấn đề và rủng rỉnh về mặt tài chính thì có thể cân nhắc em này. Vì không phải là em không tốt đâu, nhưng mà với mức giá này thì chúng ta có quyền đòi hỏi được nhiều hơn. Và may mắn thay là sản phẩm này sẽ được giveaway trong group tự là Vlogger, Vlogger MC, cho nên cả nhà nhớ nhấn vào đường link bên dưới phần mô tả để tham gia trong group nha. Còn với Emmy thì Emmy cũng comment thêm với các sản phẩm này, đó là Emmy không hợp sản phẩm này. Emmy hợp rất nhiều đồ của Lancôme, là một fan của Genifique, rất thích kem mắt của Lancôme và thích cái sản phẩm là Spot Eraser, nó trị thâm cực kỳ hiệu quả. Nhưng mà đến em này thì Emmy cháo thua. Cơ bản là bởi vì là nền của em ấy là nền theo dạng như hai lớp và có dầu ở trong đó. Nên là da của em bây giờ thôi chịu thua rồi. Thì em không hợp với cả sản phẩm này. Nên nếu mà bạn nào mà da khô thì các bạn có thể cân nhắc. Và các bạn nếu mà muốn tham gia giveaway thì vào group tập làm Vlogger Vlogger MC nha. Sản thứ ba là một sản phẩm không có mặt ở đây vì mình đã dùng khá là lâu rồi. Đây là một nước thần đến từ thương hiệu Amo Pacific.
Thật sự là Mai Anh rất thích cái thương hiệu Suwasu cũng như là First Care, cũng là một gọi là thương hiệu con của Apple Pacific. Những kem nước thần của hãng này thì Mai Anh thật sự không thích. Em này có tên là Vintage Single Extract Essence, và đúng là chỉ có một chiết xuất duy nhất là từ trà xanh, và có được cái hiệu quả được claim là giúp làm dịu da, làm cấp ẩm cho da, rồi làm da tươi trẻ, trẻ hóa da và bla 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 bla. Nhưng thật sự ngoài cái khả năng làm dịu da, tạm ổn, cấp ẩm da vừa phải, thì Mai Anh cảm thấy là sản phẩm không mang lại hiệu quả gì quá bất ngờ đó mọi người. Và với một mức giá là 95 đô cho một lọ 70ml thì thật sự là nó hơi cao so với những cái hiệu quả mà cái sản phẩm này mang lại cho làn da của mình. Cho nên là thật sự Mai Anh thích sản phẩm này. Còn nếu như mà muốn tìm sản phẩm chứa trà giống như em này thì mọi người hoàn toàn hãy cân nhắc với em khác rẻ hơn. Ví dụ như nhà Emi đang sản phẩm này, trong đây cũng có chiết xuất từ trà trắng, cũng giúp cấp ẩm và giúp da mình căng mọng rất là tốt, và mức giá là rất là ok nữa. Nhưng mà cho chị hỏi, chị rất là tò mò nhé, bởi vì là thường chị đã thử nhiều những cái thành phẩm mà chiết xuất từ trà, và nếu mà ở nồng độ cao nó sẽ mang lại một cái cảm giác là căng mọng rất là thích ở trên da, liệu là khi mà dùng em này em có thấy thế không? Em thấy không chị ạ, ý là khi mà em dùng vỗ nhiều lớp thì cái độ cấp ẩm của nó cũng không quá cao, cái chất nó không có kiểu căng mọng lên đúng không? Và cái em này hình như là do là single extract, tức là một extract duy nhất, cho nên là nó rất là lỏng như nước, chứ nó sẽ không có được cái độ sệt giống như khi chị dùng những sản phẩm mà kiểu nước thần mà có cái nồng độ cao, cái thành phần trà okay. Nói chung nó khá là lạ mọi người, cho nên là mà anh nghĩ là không phải là sản phẩm này không không tốt, nhưng mà hơi cao so với hiệu quả mang lại, cho nên không, sẽ không mua lại đâu. Thực ra nó đi đến phải nói lại, bởi vì là đôi khi nếu mà cho một nồng độ rất là nhiều nó sẽ hơi sệt và nó sẽ hơi dính, nó kiểu ẩm ẩm nó dính dính. Ở Hàn Quốc thì chịu được, chắc ở Việt Nam thì không chịu được đâu. Nhưng mà sao hôm nay lạ lắm, mọi người cho nồng độ cao như vậy nhưng cái chất nó rất là lỏng mà lên da mọi người cũng không thấy nó dính. Chị không nghĩ là nồng độ cao lắm đâu. Ý chị nói là vì nó không nồng độ cao nên là nó sẽ không có quá sệt, mà nó cũng sẽ không có quá căng ấy. Và hiệu quả nó cũng không quá sệt. Chị mới thấy nên là hiệu quả nó vừa cũng phải thôi. Thì đối với Emmy và Mai Anh thì đây là một cái sản phẩm flop, nên là các bạn có thể tìm kiếm những sản phẩm khác phù hợp và hiệu quả hơn. Tiếp theo là đến nhà Shiseido, thì ngày hôm nay chị em chúng mình sẽ review 3 sản phẩm khác nhau. Trước hết là hai em này đây, tầm giá bình thường nha. Cái này là tầm giá bình thường hơn 1 triệu, 1.2 triệu nhỉ? 1.2 triệu something. Nhưng mà cũng vẫn là tầm giá bình thường của Shiseido thôi, chứ không phải là giá mắc nhất. Thì hai phiên bản này cũng như là tất cả những phiên bản khác mà là toner của nhà Shiseido thì không được gọi là toner mà sẽ gọi là softener. Em này là Revitalizing Treatment Softener dành cho mọi loại da. Còn em này là Treatment Softener mà dành cho da hỗn hợp cho đến dầu cho đến hỗn hợp. Thì cảm nhận của em Mi tóm lại với cả hai bạn ấy thì đây là một minh chứng hùng hồn cho chuyện là dùng cho đầu bộ. Các bạn nếu mà không quá kỳ vọng vào bước là dưỡng này, các bạn chỉ cần một cái sản phẩm nó ráo, vì thực sự hai sản phẩm này đều có cồn, nên là khi mà dùng ở trên da thì các bạn sẽ thấy là nó khá là ráo, chứ nó không có bị kiểu như là ẩm ẩm dính dính lắm đâu. Cũng có thành phần nọ thành phần kia, có nổi bật nhất thì phải kể đến là witch hazel, tức là cái phỉ, nên là phù hợp với cả những cái làn da dầu mụn. Bên cạnh đó thì ví dụ chẳng hạn như là em treatment softener này đi thì sẽ có thêm cái thành phần gọi là thiamin đúng không? Còn em này thì sẽ có thêm là cam thảo với cả một số những cái gốc khác nữa, ví dụ olive leaf này, rồi thêm một vài chiết xuất nhẹ nhẹ như là có rosa, có từ hoa hồng hay gì kia nữa. Kiểu thì sẽ cấp ẩm làm dịu da, nói chung là sẽ cấp ẩm và làm dịu ở xương xương, và cũng phù hợp với cả da dầu mụn. Không có hiệu quả gì quá rõ rệt nhưng mà dùng thì đủ bộ. Nói chung là hai em này là hai em first softener tương đối là rẻ của nhà Shiseido thì hiệu quả nó tới mức đó thôi. Nhưng mà cái em tiếp theo là một cái em mà mọi người đang nhưng mà nhắc. Từ từ nha, nói lại nha, em Mi sẽ không có khuyến khích là những bạn nào mà bị dị ứng với hoặc cồn á là mua đâu, bởi vì là hai em này khá là nhiều cồn. Nói chung là khi đặt xịt ra là mọi người đã có thể nghe được thấy cái mùi cồn nó khá là rõ ở đây. Không đến mức độ như Clinique nhưng mà cũng cảm nhận được rõ là có cồn ở trong sản phẩm đấy. Còn đối với nhà Shiseido, dòng thứ ba mà chị mình muốn đề cập đến là một sản phẩm đến từ cái dòng gọi là Future Solution LX. Dòng này thì hoàn toàn khác biệt nha mọi người, mặc dù cũng là softener nhưng trong thành phần có rất nhiều điểm hay ho. Cả nhà hôm nay không có cái sản phẩm này ở đây để mà gọi là show cho mọi người. Xin lỗi là mẹ của em đi đã mang ra ngoài Bắc, mẹ em đi dùng gần hết rồi. Cảm thấy thích quá. Thích quá. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, U60 hoặc là da khô thì sẽ hợp, U40 không hợp vì da không hợp. Còn da mang là da thường, thiên khô thì U30 tuần dùng một lần thì ok. Ôi dồi U30 rồi. Ôi my god. Thì ăn tầm 30 là chẳng U25 chị, U25 chị là U35. U35 chị là U40, U36, đây là U25. Xem với thành phần thì em này xịn sò hơn hẳn, bởi vì trong em này có gốc EAA là một gốc vitamin C rất là ổn định và làm sáng da cũng như trị thâm rất là tốt. Cái thứ hai là bạn này còn có thêm một cái gốc làm trắng gọi là độc quyền của nhà Shiseido, có cái tên như thế này nha mọi người,
potassium gì đó. Nói chung là khi dùng, mọi người sẽ cảm thấy da chúng ta căng mọng tức thì, và đúng là da có sáng lên rất là rõ rệt. Nhưng mà bởi vì trong thành phần bạn này đã có quá nhiều những cái gốc gọi là carbomer này, rồi polymer và cả silicon, cho nên nếu như mà đối với da của chị mình dùng liên tục ấy, kiểu như là mới dùng thấy da đẹp thật sự rất đẹp luôn, nhưng mà dùng liên tục vài ngày thì sẽ có hiện tượng là bị dư ẩm và lên mụn nước li ti, cho nên sẽ rất phù hợp với những bạn nào da khô, hoặc là mọi người có thể sử dụng xen kẽ chứ đừng dùng liên tục thì da sẽ rất là ok. Và giá cũng mắc mà, em này 1.000.000 thì em kia là 2.000.000, 3.000.000 gì đấy cho một cái chai. Nói chung là em thấy bạn này xứng đáng là lên first serum chứ không còn là softener, toner thông thường đâu mọi người. Nói chung là ok đấy, đắt nhưng mà sắc ra miếng. Chốt hạ danh sách cho 1.000.000 sẽ là một sản phẩm cận 1.000.000. Thì ra là cũng 900.000 á mọi người, nên mình gộp vô cái danh sách gọi là 1.000.000, hơn 1.000.000 luôn nha. Bạn này là một em toner đến từ thương hiệu Comfort Zone. Đây là một nhánh con của Davines. Bạn này thì thuộc dòng Remedy, tức là cái dòng dành riêng cho làn da nhạy cảm và những làn da dễ bị tấy đỏ. Cho nên là Mai Anh đã mua em này về để giúp làm dịu da cũng như là giúp làn da của mình trở nên khỏe hơn. Thành phần chính của bạn này thì sẽ là Alpha Glucan Oligosaccharide. Một cái loại, cái thành phần đó sẽ giúp cho cấp ẩm cho da cũng như là làm dịu cho da rất là tốt. Ngoài ra thì không có cồn, không có hương liệu luôn. Khi mà dùng em này thì Mai Anh khá là thích cái dạng xịn như thế này. Đây, tiêm nó không khá là mịn. Và khi mà dùng thì cấp ẩm cho da tức thì và làm dịu cho da ở mức độ gọi là ok, vừa phải. Nhưng mà khi dùng hết em này rồi thì Mai Anh nghĩ là mọi người có thể cân nhắc là thay vì mua bạn này thì mình thêm 1.000.000 nữa, mình mua thêm luôn cái em serum của dòng này thì cái hiệu quả làm dịu da cũng như là phục hồi da sẽ tốt hơn. Vì cái em serum đó có thêm probiotic nữa thì phải, cho nên cái hiệu quả của nó rất là vượt trội. Thì 1.000.000 mua em này thì chỉ cần mua một chai xịt khoáng rồi mua thêm cái em serum kia là đã ok lắm rồi. Nói chung là ổn, nhưng mà Mai Anh sẽ cân nhắc là mua serum nhiều hơn là mua em này. Sản phẩm tiếp theo trong danh mục dưới 1.000.000 thì của nhà trồng đơn đó chính là sản phẩm của Emmie by Happy Skin. À mà tiện này nhá, cái này phải đính chính một chút xíu. Emmie thì tên là Emmie, còn nếu mà brand là Emmie by Happy Skin, bởi vì là rất nhiều bạn đấy hay gọi là brand Emmie by Happy Skin, còn nó là Emmie by Happy Skin. Không có gì vậy, gọi là chị Emmie ơi. đúng rồi. Thì cái này là brand Emmie by Happy Skin ha. Thì cái sản phẩm này là một chai nước thần. Thì hình như là ở trong tất cả những cái sản phẩm mà ngày hôm nay chị em chúng mình review thì bạn này là kiểu tiêu biểu đúng không? Chuẩn cái kiểu của nước thần. Thì cái concept của nước thần là thường nó bao giờ cũng sẽ có thành phần lên men. Chính xác. Thì bạn này thì có một phức hợp bao gồm có 3 chất lên men, đó là từ bia, từ rượu sake và một cái nữa là từ mật hoa hồng lên men. Emmy là một fan cứng của nước thần và tất cả những thành phần lên men. Nhạy đến mức độ các bạn có biết không, mỗi lần mà sử dụng chỉ cần xong một đêm thôi là mình thấy là mình có hợp với sản phẩm đấy hay không và thấy tác dụng liền. Thì khi mà sử dụng sản phẩm này vì có thành phần lên men cộng thêm với cả trà trắng nữa thì em mới thấy là sau một đêm da nó vừa đủ ẩm mà nó lại có cái cảm giác căng căng mọng mọng. Mà chắc chắn là cái cảm giác này thì không phải là từ silicone hay là từ những cái thành phần khác, mà nó chính là từ những thành phần lên men cũng như là chiết xuất từ trà trắng. Nên nó không có cảm giác là nó lưu lại ở trên da, căng mọng rất tự nhiên, kiểu reflect ánh sáng rất là đẹp, rất là thích. Và cũng có nhiều bạn fan của nhà Happy Skin sau khi sử dụng em này xong nên có một lời nhận xét rằng là thấy là dùng rất ok, có thể sánh được với cả những sản phẩm high end. Thì đối với Emmy đấy là một lời khen ngợi mà Emmy rất là yêu thích. Không biết là có phải là vì cũng fan của Happy Skin nên là có phần ưu ái hay không, nhưng mà đối với Emmy thì thôi, khen thì mình cứ nhận thôi. Emmy đánh giá sản phẩm này rất ổn, về thứ nhất là giá cả hợp lý, mua không cần phải nghĩ. Thứ hai nữa là hiệu quả rõ rệt và đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta trong chuyện là plumping cũng như là dưỡng ẩm cho da, dùng nhiều thì da cũng sẽ thấy sáng mịn hơn. Một trong những sản phẩm dây gắn bó lâu dài. Và không biết các bạn đã xem clip này và đã từng dùng qua sản phẩm này thì để lại comment bên dưới cho các bạn khác cùng biết với nha. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm đến từ một thương hiệu có tên là Acoge. Bạn này thì là một sản phẩm đến từ Hàn Quốc, nhưng mà được cái là mang coi bản thành phần thì bản thành phần cũng không quá dài đó, nói chung là cũng vừa phải đó mọi người. Cái hiệu quả sử dụng của em này thì mang thấy là nó hơi lưng chừng hạnh phúc, tức là chưa lên đỉnh, vậy anh chưa được lên đỉnh mà nó hơi lưng chừng hạnh phúc đó mọi người. Nói chung là em thấy cái kết cấu của em này nó hơi sệt sệt, cấp ẩm cho da cũng vừa phải. Ôi này, cái pump, cái đầu mở ra nó to nhỉ, đúng không? Dạ, nó hơi to cho nên là mọi người có thể bị lấy hơi nhiều sản phẩm nha một mọi chút. Mọi người lấy cẩn thận nhá, chứ đừng có mở đồ bục ra. Thay như thế này thì mặc dù là sản phẩm tan vào da chúng ta rất là tốt, nhưng mà cái độ ẩm trên da chúng ta khá là cao nha. Khi mọi người thấm hết, mọi người vẫn thấy nó hơi dính trên làn da của mình một tí xíu. Và mặc dù có chiết xuất tự tạo nâu, có khả năng kháng viêm rồi làm sáng da vân vân, nhưng mà thật sự là Mai Anh đã dùng em này gần hết chai rồi mà hiệu quả nó thấy không có quá là rõ rệt.
Và với cái mức giá là khoảng 800 nghìn cho một cái lọ toner cấp ẩm đơn thuần theo mà anh cảm nhận là như vậy, thì mà anh thấy giá hơi cao. Nhưng mà vì thuộc dòng anti-aging cho nên là thôi thì cũng có thể chấp nhận được. Nếu mà da bạn là một người da rất là thiếu ẩm hoặc là da hơi lớn tuổi một chút, muốn tìm một sản phẩm toner có khả năng gọi là chống lão hóa một tí xíu xíu thì có thể cân nhắc. Nhưng mà về cá nhân mang thì chắc là mình sẽ không mua lại bạn này. À, với lại của bạn thành phần sẽ có thêm một tí xíu tinh dầu lavender nè, rồi tea tree nè. Cho nên là bạn nào mà nhạy cảm với tinh dầu quá mức đó, thì mọi người nên cân nhắc. Thực ra thì em muốn bênh vực bạn này một chút xíu ở góc độ là vì em cũng là một trong những người mà làm công thức ấy. Tảo nâu hay là tree hallows là đứng ở top đầu của bảng thành phần của bạn ấy, đều là những cái thành phần mà có khả năng cấp ẩm rất 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 tốt. Nên nếu mà bạn vượt qua được cái cảm giác mà nó hơi dính dính mà bạn muốn là một cái sản phẩm thực sự là cấp ẩm tốt ấy, mà theo thời gian bạn sẽ thấy là da của mình nó thâm lên và nó ẩm hơn ấy, thì em nghĩ là bạn này sẽ làm được điều đó. Nhìn bảng thành phần thì thấy có vẻ như vậy. Nhưng vì bạn này sẽ không có nhiều những thành phần làm trắng, cũng như không có thành phần chiết xuất lên men, nên đôi khi hiệu ứng ở trên bề mặt da chúng ta sẽ không thấy nhiều giống như là Mai Anh. Nên quản lý kỳ vọng của mình một chút xíu ha. Còn đây là sản phẩm tốt đấy, chỉ chẳng qua rằng là nếu mà bạn kỳ vọng rằng là nó sẽ theo kiểu như là làm sáng da hay là có một cái kết cấu gọi là nước thẩm hoặc là có một cái kết cấu mà cực kỳ là thông thoáng trên bề mặt, thì em này sẽ chưa phải như vậy. Tiếp theo là một sản phẩm mà anh rất thích trong thời gian gần đây. Nói chung đây là một cái sự khám phá trong năm nay mà rất là thích luôn á mọi người. Một em serum đến từ thương hiệu là Deborah, một nhánh con, một thương hiệu con của tập đoàn Shiseido, được thiết kế riêng dành cho những làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Trong bạn này thì sẽ có chứa những cái thành phần sau. Thứ nhất là đương quy, một vị thuốc đông y để giúp cho da chúng ta trở nên khỏe hơn cũng như là kháng viêm. Thứ hai là sẽ chứa hai cái phức hợp độc quyền của Shiseido. Đầu tiên có tên là Thermal Defense và thứ hai sẽ có tên là Heat Stabilizing A. Hai phức hợp này đều có khả năng là củng cố hàng rào bảo vệ da cũng như là giúp da chống chọi lại những tác nhân từ bên ngoài như là môi trường hoặc là kiểu như là nhiệt độ. Và đúng là khi dùng em này thì mình cảm thấy là rất ok với làn da của mình. Không cồn, không hương liệu, apply lên thì cấp ẩm cho da vừa phải thôi, nhưng khả năng làm dịu và khỏe da là có thật. Khi dùng em này thì cảm thấy da mình ít bị kích ứng hơn khi mà mình dùng những cái sản treatment nặng đô nè, hoặc là khi thời tiết thay đổi giống như những cái thời tiết gần đây ấy, kiểu nó bị trở lạnh bất thường, cũng không bị dướng gì cả, trộng vía. Vậy nên bạn nào mà da nhạy cảm giống như Mai Anh thì nên cân nhắc mua em này đi. Nói chung giá cũng rất là hợp lý và mỗi lần dùng chỉ cần 1-2 pump là đủ cho cả mặt rồi. Các bạn có thắc mắc là tại sao em này tên là serum nhưng mà lại có trong danh sách của clip này không? Chắc là nhiều bạn thắc mắc đấy. Bạn này thì mặc dù là serum nhưng mà lại được hãng giới thiệu là sẽ dùng ngay sau bước rửa mặt trước những cái bước khác, cho nên là nó giống như là serum. Một sản phẩm tiếp theo mà em cũng đã có dùng và tâm trạng ngổn ngang để mà review bên này, nó giống như kiểu trong một cái love hate relationship vậy đó. Có rất là nhiều điều mình thích nhưng cũng có những điều mà mình không thích và cũng không thể gắn bó được với cả em ý. Thì đó chính là một sản phẩm của Bioessence có tên là Bio Gold với hai vàng 24K cũng như là hoa hồng đấy, một cái chai bằng thủy tinh rất là xịn sò. Thực sự em này rất là xịn, đẹp, bảng thành phần cũng đẹp luôn, có niacinamide đầu bảng. Cái đấy là mình đã thấy bị thuyết phục với em là tính đồ và rất là hợp với cả niacinamide. Cái này thì được gọi là nước dưỡng chứ không phải là nước thần, nhưng mà cũng có một cái gốc lên men từ nấm ở trong đó, nhưng mà nó không quá rõ rệt cái hiệu ứng làm sáng da đâu. Bù lại thì em này tập trung vào hiệu ứng là anti aging, tức là chống lão hóa, bởi vì là trong bản thành phần mọi người sẽ thấy là có khá nhiều các thành phần peptides khác nhau, rồi có một số những cái thành phần chiết xuất nữa để mà cũng hỗ trợ trong chuyện là da trở nên trẻ trung và cong mọng hơn so với cả bình thường. Thì khi mà em đi sử dụng nếu trong một khoảng thời gian ngắn em mới thấy ok, nhưng mà em mới không dám gắn bó lâu dài, bởi vì là với kết cấu của em này thì nó sẽ khá là đặc so với cả một số những cái sản phẩm khác, ví dụ như là đây nước thần của em Mie, hay là so với cả Play thì nước dưỡng thì đặc hơn khá là nhiều, và em đi sợ rằng là em đi gắn bó với nó mà em đi layer nữa thì nó sẽ dữ. Còn đối với da Mai Anh thì Mai Anh lại khác cái sản phẩm này của mọi người. Đây là Mai Anh dùng hết hơn nửa chai rồi. Nói chung là những cái em vàng trong đây thì thật sự là chắc không có hiệu quả nhiều lắm đâu. Hiệu quả sẽ đến từ những cái thành phần khác á. Nhưng mà khi dùng em này mọi người thấy là da được cấp ẩm và dưỡng ẩm rất là tốt, và dùng xong thì thấy da đúng là có sáng lên thật và có căng mọng thật. Nói chung là trong tầm giá này chỉ khoảng 500 nghìn thôi, nhưng mà mang cái sản phẩm này rất là xịn sò luôn. Với lại bạn nào mà kiểu da thường thiên khô thì có thể cân nhắc. Còn da dầu thì mang nghĩ là skip em này, vì giống như chị em nói là rất là ẩm.
Tiếp theo là bạn toner đến từ thương hiệu I'm From. Bạn này thì có tên là Rice Toner, tức là một bạn toner có chiết xuất từ gạo. Lúc trước thì mình có review một cái em là Mugwort cũng có thương hiệu I'm From. Em đó thì nó là essence, còn em này thì là toner nha mọi người. Và bạn này khi mà dùng thì nó sẽ có hai cái lớp như thế này, cho nên khi dùng mọi người nhớ lắc nhẹ lên để cho sản phẩm nó hòa lẫn vào nhau. Về thành phần thì có 70+% là chiết xuất từ nước gạo, rồi có thêm 2% là niacinamide, cho nên đúng là cái khả năng làm dịu, cấp ẩm cũng như là dưỡng ẩm cho da khá là tốt. Trên da mang thì dùng bạn này xong thấy da rất là êm. Và em dùng khoảng 1-2 tuần thì thấy da mình có sáng nhẹ lên. Nói chung là rất là đáng để mọi người có thể cân nhắc tham khảo đấy. Có một điều là mang so với thành phần thì mang thấy là có một cái gốc là gốc olefin. Tức là nó cũng là một cái gốc làm đặc và một cái gốc kiểu làm mềm da. Cho nên khi dùng thì mọi người sẽ cảm nhận nó hơi có một cái lớp màng. Rất là nhẹ thôi nhưng mà cũng sẽ có lớp màng. Cho nên không phù hợp để layer quá nhiều lớp hoặc là da bạn quá dầu thì có thể thử trước khi mua sản phẩm này. Nhưng mà chung quy mang thấy đây cũng sản phẩm rất là ok và rất đáng để thử. Sản phẩm tiếp theo, một em rất là đình đám của Skin 1004 thuộc dòng Madagascar. Nói chung là cái dòng mà chủ yếu là Centella đấy mọi người. Thì thực ra cái sản phẩm này Amy đã test từ rất lâu rồi mọi người ạ. Mấy năm trước, từ hồi Amy còn ở bên Hàn Quốc. Và lúc đấy là đi gặp đối tác, cái hồi mà bao bì của nó còn trông xí ơi là xí ấy. Xong rồi sau đấy về sau này nó mới trông đẹp đẽ như thế này đúng không? Xíu xinh lúc trước thì xanh xong. Nói chung, nhưng mà Amy khẳng định luôn là Amy không thích bạn này. Không phải là vì bạn này không có hiệu quả, mà cơ bản là có rất nhiều sản phẩm khác ok hơn. Mọi người dùng em này cũng được, nhưng mà tại sao không dùng Dearclass? Nếu mà muốn cùng công dụng, bản thành phần cũng lại xem. Còn nếu mà muốn một cái hiệu quả mà làm dịu tốt hơn ấy, thì tại sao không dùng em Pou của dòng này luôn? Thêm tí tiền nhưng mà hiệu quả lại tốt hơn. Hoặc là dùng Deep Program, tất nhiên là mắc hơn rồi, nhưng mà hiệu quả nó cũng sẽ rất ổn. Còn đối với em, đây là một sản phẩm, lại một lần nữa là minh chứng cho một sản phẩm dùng thì cũng được, nhưng cũng không có gì đặc sắc cả. Và với tư cách là một người làm thành phần ý, thì em cũng biết rằng là đối với các tẩm dáng như thế này và rau má mà được sử dụng trong sản phẩm này thì nó cũng vừa phải thôi, làm dịu xương xương, không có tác dụng phục hồi hay là gì ghê gớm đâu. Và thực sự nếu các bạn muốn một cái sản phẩm làm dịu và dạng nước, giá thành hợp lý thì hãy cân nhắc Dearclass. Em mới thấy ok hơn. Mình nói thêm một chút các bạn, Dearclass thì các bạn này thành phần thực ra là cũng khá là hay ho mọi người. Trong thành phần của em này thì có rất là nhiều những cái gốc gọi là gốc peptide nè, giúp làm căng da nè, prolin rồi copper, tyrosin, đúng rồi, có rau má, rau sam, cam thảo, rồi em này cũng có cam thảo. Nói chung là cái em này thì cái thành phần của nó kiểu nó sẽ xịn hơn bạn này một chút. Kết cấu của em này cũng sẽ đặc hơn một tí xíu, cho nên là cấp ẩm cho da tốt hơn. Và bạn này thật ra là một em toner mà rất nhiều bạn yêu thích. Bởi vì em này không có làm cho da chúng ta có một cái gì nó ta gọi là thay đổi cách vượt trội đâu. Nhưng mà nó vừa đủ cho một em toner cấp ẩm, tức là làm dịu da tốt nè, cấp ẩm tốt nè, rồi giúp cho da trở nên căng mọng, rồi thấm những cái dưỡng chất sau đó tốt hơn, và với mức giá vô cùng hợp lý. Cho nên nói chung là chị em mình thì không phải là không thích em này quá mức, nhưng mà nếu chọn em này, nói chung là không diss em này đâu, nhưng mà rõ ràng là có những thứ tốt hơn so với các bạn này. Em mới thấy là hiệu ứng truyền thông của bạn Skin 1004 thì ok đấy, nhưng mà em mới vẫn thích là dùng Dearclass nếu cùng một công năng, cùng một tầm giá. Còn nếu không thì thôi, chịu khó lên em Pou đi mọi người, hoặc là dùng Deep Program nha. Chốt lại danh sách ngày hôm nay bằng một sản phẩm mà giá cũng rất là dễ chịu, đó chính là L'Oreal Paris Micro Essence. Thì bạn này với tầm giá là khoảng tầm dưới 500.000 cho một chai là 130ml. Cơ bản là cũng ok đi, bởi vì là thường cũng hay có giảm giá ấy. Thì em đã dùng bạn này trong khoảng tầm 2-3 tuần và cảm nhận là thấy một cái hiệu quả ở trên da, bởi vì trong bảng thành phần của em này thì cũng có salicylic acid mấy gốc khác nhau lận. Nên là tất nhiên trên da thì mình cũng sẽ thấy rằng là đã có acid thì nó cũng sẽ có một chút effect. Và bên cạnh đấy thì cũng có một số những cái thành phần, ví dụ như là chiết xuất lên men cực nấm này, rồi metacassosa để làm dịu da. Ok, cấp ẩm ổn. Chỉ có một điều mà em My cảm thấy các bạn cần phải cân nhắc, đó chính là em này có cồn. Nhưng cồn thì cũng có cồn vít, cồn rát ấy. Có những cái sản phẩm cồn cái là mình thấy nồng nặc đúng không? Bạn này thì khi mà sử dụng tuy là có cồn, nhưng mà bạn không cảm thấy rằng là nó nồng nặc đến mức độ như vậy đâu. Cho dù là cồn thứ 3 ở bảng thành phần,
vẫn thấy khá là dịu và thấy đủ ẩm ở trên da của mình. Và nếu mà ai là người mà thích salicylic acid rồi thích cái chuyện là cấp ẩm một cách nhẹ nhàng ấy, thì có thể cân nhắc bạn này được. Nhưng mà thực sự nói đi cũng phải nói lại, em đi vẫn thích cái kiểu là đã thế thì dùng hẳn acid toner xong rồi cùng với cả nước thần. Cái thần mà kiểu có thể hơi cấp ẩm tốt hơn cấp ẩm và nhiều những cái thành phẩm mà lên men hoặc là niacinamide bla 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 gì đấy thì hiệu ứng rõ rệt, hiệu ứng rõ rệt không. Nói tóm lại, chị em chúng mình thích gì? Nếu mà là sản phẩm high end mà tập trung vào cái chuyện là giảm kiêng cho da này, khiến cho da khỏe hơn, hồng nhuận hơn, thì History of Hồ thực sự là đắt sắt giá miếng. Ai mà ua 30, 40, 50, 60 thì đấy, nhưng mà da khô rồi thì hãy sử dụng Shiseido Future Solution. Còn những cái sản phẩm mà tầm giá dễ chịu hơn, ai cũng có thể dùng được và có tác dụng là căng bọng và sáng thì mọi người có thể tham khảo MIB Happy Skin. Còn cuối cùng là nếu mà da mà nhạy cảm mà muốn làm dịu da tốt thì Prorem sẽ dùng rất ok luôn mọi người. Và những sản phẩm ngày hôm nay thì các bạn đã dùng chưa, hay là có thêm những sản phẩm Serum Essence rồi nước thần nước dưỡng nào hay ho thì nhớ comment bên dưới để chị em mình cũng như các bạn khác tham khảo với nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video clip lần sau. Bye bye.